bạn cùng vào bếp và thực hiện với mình một cái món ăn rất là đơn giản mà lại là một món ăn chính thường dùng ở của ẩm thực Việt, đó là món tôm ạ, tôm Đồng Giang ạ, rau sả. Các bạn này cắt cho mình một ít sả nhé, các đầu sả này, một củ thôi, các bạn băm thật nhuyễn cho mình để mình rang cái tôm đồng này. Tôm đồng rang sả mình hôm nay mình mua được tôm tươi ấy. Mình vừa cắt bớt cái dâu của nó đi và mình rửa sạch với muối một lúc thì là tôm nó sẽ tự chết ấy. Và phải rửa nhiều lần cho tôm nó sạch. Và bây giờ mình sẽ đi mình rang với sả và một ít hành, một củ sả, một củ hành tím, vài cọng hành lá. Tôm rang sả nó rất là đơn giản nhưng mà khi mà chúng ta ăn với cơm ấy, thì món này cực kỳ hợp với cơm trắng ấy. Các bạn ơi, xả xong mình sẽ cho ra cái chảo ấy, để mình phi xả về hành. Không cần phải ướp tôm nhé, vì tôm ấy mình rửa với muối rồi thì có rửa sạch thì trong tôm nó vẫn có một chút vị mặn ấy. Thì tí nữa mình chỉ cho thêm hạt nêm, nước mắm và chút muối nữa là được. Đây, xả thì các bạn băm nhỏ như vậy nhé. Và bây giờ cho luôn ra cái chảo. Tiếp đến cái phần thân xả này, các bạn cắt cho mình thành mấy cái đoạn như này nhé. Các bạn cứ để nguyên như vậy, các bạn thả vào cái tôm này để tí nữa mình rang tôm cùng với sả cho nó thơm. Hành thì các bạn cắt khúc này để tí nữa rang tôm gần chín thì mình cho vào cho thơm nhé. Các bạn cho tôm vào cho sả vào luôn nha, cái chảo như này nhé. Các bạn với rang tôm thì mình chỉ cho nhiều dầu một chút, ban đầu mình sẽ cho 2 thìa cà phê. Mình rang tôm lần đầu tiên trước, sau lần thứ hai mình sẽ cho thêm dầu ăn vào tiếp nhé. Để khi mà nó bắt đầu nó thơm lên này rồi, các bạn cho tôm vào rang. Một cái bí quyết rang tôm ngon ấy là các bạn khi rang các bạn phải cho thêm một ít đường rồi nhé, thì con tôm của chúng ta nó sẽ cứng, màu nó sẽ đỏ đẹp. Đây mình sẽ cho luôn một thìa ăn phở đường đi, vì còn chỗ tôm này nó cũng nhiều ấy, là khoảng hơn 2 thìa cà phê ấy, đường ấy, thì cái tôm này nó cũng nhiều ấy, để cho tôm của chúng ta nó cứng hơn. Tôm mình cho luôn đường vào như vậy, và gia vị cũng cho luôn vào, cho thêm một ít muối nữa vào, cho đường một cho nên mình không cho bột ngọt nữa, để cho muối vào ít hẳn lên mà, cho một thìa cà phê đầy muối nhé và một thìa cà phê hạt lên. Mắm thì mình chưa cho, lúc nào mà rang lần hai thì mình cho mắm xong. Muối, hạt lên, đường. Và các bạn cứ đảo cho mình nhé, để cho tôm nó bay hết hơi nước đi. Sau tiếp đấy mình mới cho dầu ăn vào ra mình nhé. Rang tôm này phải rang 2 lần thì tôm của chúng ta nó mới ngon được ấy. Nhiều bạn cũng có thể có những cách khác nữa, là mình có thể trần tôm trước khi mình rang ấy, trần với sả ấy. Nhưng mà tôi rang 2 lần như này nó cũng rất là thơm. Các bạn rang khoảng 10 phút sau đó các bạn cho dầu ăn vào và các bạn rang lần hai cho mình nhé. Cũng cho 2 thìa cà phê dầu ăn cũng vào và các bạn rang lần hai cho mình. Rồi bây giờ mình rang lần hai nhé, 2 thìa cà phê dầu ăn. Lần hai này các bạn cho nhỏ lửa bớt và các bạn rang từ từ thôi để tôm nó khô sâu ở bên trong nhé và cái màu nó lên cho đẹp nhé. Cái lần hai ấy thì các bạn cho lửa vừa và nhỏ bớt một chút ấy, thì để rang từ từ để tôm nó không bị cháy và cái màu tôm nó sẽ lên đẹp dần ấy. Đây các bạn thấy không, màu tôm nó đang lên đẹp dần rồi đấy. Rang tôm thì rang lâu một chút và nhiều dầu một chút thì tôm của chúng ta nó mới ngon. Vì sao mình lại bảo là phải chiên cái lửa nó rang cái lửa nó nhỏ ấy, để cho nó không bị cháy cái đánh chảo ấy và nó sẽ ngon hơn ấy, để nó rút nước từ từ nó sẽ ngon hơn ấy.
Và bây giờ các bạn cho mình thêm một ít nước mắm, khoảng một thìa cà phê đầy để đảo cho nó ngấm nước mắm. Đợi một lúc nhé để cho nó khô thêm. Tôm nó khô thì có cái ăn nó mới giòn, giòn ngon và thơm, và nó không có nước ở bên trong và màu nó cũng sẽ đẹp hơn rất nhiều ấy. Nên rang tôm rất là lâu các bạn, chỉ có để cho nửa vừa thôi, phải rang lâu một chút. Đợi một lúc nữa nó sẽ được, sau đó mình sẽ cho hành lá vào nhé, hành lá vào cho nó màu nó đẹp ấy. Thường nước nó ra càng ngon. Đây, khi mà con tôm nó khô rồi nhé thì dâu của nó cũng cứ rời ra ấy, những cái dâu còn sót lại không rời ra, mình cho hành vào nhé. Chỉ cần đảo đều với hành này lên. Nhà mình có một nồi tôm rang rất là hấp dẫn rồi. Cà phê sẽ cho vào đĩa. Tôm rang rất là hấp dẫn, óng ngon. Cái tôm rang này đúng là phải dùng hơi nhiều dầu một chút nhé. Nên các bạn nào mà vì nó mới con tôm của chúng ta nó mới giòn, nó mới ngon và nó óng được. Điện thoại màu nó không đẹp cho còn nhìn. Bên ngoài màu sắc nó rất là đẹp ạ. Màu tôm rất là ngon nha. Và giờ mình sẽ đi thưởng thức nhé. Cái vị con tôm thì mình đã ăn thử mãi rồi. Thơm, ngon, giòn và khô ráo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.